Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đài mono của hãng Hitachi. Đây là một cái con đài có cái tính di động rất cao, với cái bề rộng nó chỉ tầm khoảng 29 cm. Chúng ta dễ dàng xách đi đây đi đó, tung tăng tung tẩy, đó là một. Cái thứ hai, ngoài cái vấn đề sử dụng điện AC 100V thì nó còn cho phép lắp vào đây 4 quả pin đại, một trong những thể loại pin cực kỳ dễ kiếm tại Việt Nam. Điểm thứ ba là nó có hai băng sóng với băng FM đến 108, nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra thì nó còn có băng sóng chung nữa. Và tất nhiên nó có một cửa băng cassette đặt lệch sang bên góc bên trái như mặc định. Về loa thì nó sở hữu một cái củ toàn giải kích thước là 10 cm, màng giấy gần xếp tẩm dầu. Như em đánh giá, đây là một trong những cái con đài có cái thiết kế khá là thân thiện, dễ xài, các cạnh được bo tròn đó. Nó cho chúng ta một cái cảm giác hết sức là nhẹ nhàng. Và đặc biệt, giá nó rất êm. Nam phụ lão ấu chơi được tuốt. Em đang lắp vào đây 4 quả pin đại. Cũng mong các bác thông cảm, pin em mua cách đây khoảng hơn nửa năm rồi. Do vậy nó hơi yếu, nhưng mà em cố gắng em lắp vào để cho bác nào đó mua con đài này yên tâm rằng thì mà là lắp pin vào nó hát tốt. Chúng ta sẽ đến với đoạn test đầu tiên, đó là test sóng FM. Về phím bấm rồi thì nọ kia cái này thôi khỏi nha. Đây là một trong những cái thứ mà kể cả những thằng cu con nó học cấp 1 nó cũng xài được không khó khăn gì cả. Ở đây toàn người nhớn thôi. Chúng ta sẽ test cái giải sóng FM trước. Của cả nước đã làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại gì? Khoảng 19.500 tỷ đồng. Cùng nhìn nhận những hạn chế tồn tại cũng như đề xuất giải pháp phòng chống thiên tai trong năm 2023 hiệu quả sát với thực tế. Bộ cho rằng tần suất và các loại hình thiên tai lớn như siêu bão. Pin yếu quá các bác ạ. Em nghĩ là 4 quả pin này nó chỉ còn vào khoảng 5V thôi. Và phát triển bền vững của đất nước đòi hỏi công tác phòng chống thiên tai phải ngày càng hiệu quả và quyết liệt hơn. Nghĩa này đúng cái đông sang nước và tôi còn giữ lại cái đá con ở bên trong để về là quốc đại đạt đưa thẳng vào nhà đấy đấy. Chính vì những cái nguyên nhân đấy mà cái trà sen nhà tôi có một cái đặc tính riêng của nó. Cách làm trà sen cầu kỳ như vậy nhưng khi may mắn được khoản sóng FM là em bao mắt tốt. Bây giờ em sẽ chuyển về sóng chung này. Đã bán nó với tư cách của một cái đài thì bắt buộc phải bao cả hai băng sóng bắt tốt. Xuất hiện mạnh và bất thường vào nửa cuối của năm, chủ yếu là khu vực trung bộ. Chuyển sang phần tin quốc tế. Lần đầu tiên sau 11 năm, giới chức quốc phòng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có cuộc đàm phán ba bên tại 12 tháng đấy nhá. Thế chúng tên gọi là gì nhỉ? À, đó là tháng riêng này, tháng 2 này, tháng 3 này, tháng 4 này, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Em bao cả hai băng sóng bắt tốt. Bây giờ chúng ta sẽ test lướt một chút về cái khoảng băng cassette. Xin báo cáo các bác thế này. Nếu như là một bác nào đó thường xuyên theo dõi kênh của em sẽ biết được một điều rằng là em bán ra tất cả những cái thứ được gọi là radio cassette. Thì phần cassette là cái phần mà em không bao chạy. Nếu như nó vẫn chạy thì em sẽ test để cho khách hàng biết rằng thì mà là nó vẫn chạy thôi, chứ em không dám bao chạy.
Lý do là như thế này, là bởi vì cái hệ thống dây cuốn loa nó vẫn zin từ lúc sản xuất đến giờ. Em cũng không dám chắc là chừng nào nó sẽ đứt. Bây giờ mà vẫn là dây zin thì bán cho ông nào đấy, lỡ mồm nói một câu là em bao chạy cassette mà ông ấy chạy được 3721 ngày nó đứt, đánh phật một cái rồi bắt đầu là ông gọi điện ông bắt đền em thì em chết, chết mệt á. Do vậy là thôi, em vẫn test nhưng em cho rằng nó hỏng rồi cho nó dễ để tránh khiếu nại. Em có tháo ra vệ sinh sơ bộ và nhận thấy rằng cái bộ cơ cassette nó còn đẹp và dây cua roa có vẻ như vẫn còn căng. Bây giờ em sẽ test một đoạn. Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không? Pin yếu các bác ạ. Em là biển. Pin yếu quá. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này nàng cứ quên hẹn hoài. Tua tốt. Kiếp tới này nàng cứ quên hẹn hoài, chẳng cứ quên chờ ai. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp. Pin nó yếu quá, nó không đủ cho phần công suất. Đó là một. Cái thứ hai là cái băng này nó không phải là băng gốc, băng ghép gì cả, mà em dùng nó để dùng một cái con đài bom bốc trùng dây cua roa. Em dùng cái con đài đó để ghi thử một đoạn vào cái băng này. Đó, do vậy là tiếng nó sẽ phập phù. Cần phải giải thích rõ như vậy. Đang cứ quên hẹn hoài, chẳng cứ quên chờ. Như em nhìn nhận ấy, thì em thấy bộ cơ cassette này cho khả năng sử dụng lâu dài. Đó là một. Cái thứ hai là cái cơ này nó rất dễ sửa chữa. Nó là cơ cứng. Kể cả những ông thợ mà ngồi ở lề đường, vỉa hè, hoặc là mấy ông mà ẩn giật ở trong các làng quê thôn bản ấy, thì các ông ấy cũng dư sức để sửa được cái bộ cơ này. Đó là chưa nói đến những ông khách của em, có nhiều ông còn giỏi hơn cả thợ. Các ông ấy làm được tuốt á, cái gì biết hết á, thật á. Các núm nút nó được đưa lên phía trên, quai sách còn đẹp. Đài hàng bãi thì nói với các bác thế này, không thể tránh được cái vấn đề nó chảy chớt. Nhưng mà về tổng quan là em thấy cái con này tuy là màu đen nhưng mà trông nó hết sức là dễ thương, nó thân thiện. Dầu anten zin và dầu đẹp nha. Đó, em gập dầu xuống này các bác nhìn cho nó kỹ hơn. Pin đại. Đó. Bỏ ra cái là nó rời pin ra luôn. Cọc pin ngon. Cái này cũng chẳng cần phải nói thêm, bởi vì cọc pin mà không ngon thì không đời nào nó tiếp xúc được. Đây là một trong những cái model đời cao. Nó được sản xuất vào năm 1996. Nói đời cao là so với những con đời cổ thôi. Chứ những thằng cu mà nó đẻ năm 1996 ấy, có nhiều thằng có đến 2-3 đứa con rồi á. Do vậy nó không thể nói là nó còn trẻ được nữa. Đây là tên model. Radio cassette recorder Hitachi model TRK 5250. Điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 6W. Điện áp DC 6V. Lắp 4 quả pin đại, pin R20. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi, made in ở chỗ đấy. Chỗ đấy chỗ nào thôi em chẳng muốn đọc. Ở đây là đường nguồn AC 100V, em đã test rồi. Tốt. Bác nào mua con đài này tự trang bị cái sợi dây nguồn này, do shop em độ này hẻo không có dây nguồn kèm theo. Đối với con đài này em bao zin tuyệt đối. Zin chất bãi, nguyên đài cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Cho dù đắt hay rẻ thì cũng chưa có ông nào ở Việt Nam được vinh dự sờ tay vào con đài này. Tất nhiên trừ em ra. Em thì không phải là cái thành phần được tính vào đối tượng khách hàng sử dụng, mà em chỉ là một cái thứ cầu nối
giúp mang những cái thiết bị như thế này đến tay khách hàng thôi. Thực sự đây là một cái kèo thơm mà em nghĩ không nên bỏ qua. Chất âm của cái dòng này em nghĩ rất tốt đấy ạ. Và nó rất gọn gàng, chúng ta có thể xách đi đây đi đó, cà phê cà pháo, hoặc là sang nhà các ông bạn già uống vài hụm chè, chơi với nhau vài ván cờ và bàn luận tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Tối đến ấy thì là để nó ở trên đầu giường và nó sẽ là một người bạn tâm tình. Cái của nợ này thì nó không biết cãi như những bà vợ của anh em chúng ta nha. Mở lên là nó hát hết pin thì thay pin mới, nó không bao giờ cãi chúng ta. Vâng, cái gì cần nói thì em nói xong rồi. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con Hitachi này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.